Chào cả nhà nha. Hôm nay mình cũng có mua được một mấy hến nè cả nhà. Như đây là 1 chục ký á. Mình mua được 1 chục ký hến. Rồi đây mình cũng có rau găm nè. Có củ hành nè, có hành nè, có sả nè, có bánh phồng tôm nè. Hôm nay mình làm hến xúc bánh phồng tôm nha cả nhà. Rồi giờ mình đi luộc hến để mình xào. Chín lửa để mình luộc hến. Giờ trong khi chờ đợi nước sôi mình luộc hến đó cả nhà, giờ mình sắc xả ra đi, lát mình luộc hến xong cái mình xào. Mình bầm vô cũng 4 trái ớt rồi cả nhà, nhiều quá sợ cay. Cay mấy con nó không ăn được. Bây giờ mình lật rau găm luôn, lật cái lá này. Một củ hành, nước này nó cũng sôi rồi. Bây giờ mình cho muối vô để mình vớt hết. Mình cho vô 2 miếng muối vô. Bây giờ mình cho hến vô. Cái nồi này nó hơi nhỏ, mình cho ít thôi. Rồi, mình cho nhiều hơn mình lại là. Bây giờ hến này nó cũng sôi rồi. Mình gán được cả hết như vậy nè, cái nồi nổi lụm cà con, mình quậy gì nè, cái nó nổi lên rồi mình vớt. Mình mới mua luộc liền, mình quậy thêm lần nữa cho nó nổi lên. Rồi giờ này nó cũng còn ít lắm, nên mình bỏ thêm khỏi lượng.
cho vô cái lỗ nha. Bây giờ mình cho hến nha. Mình cũng tạm mới bắt lên cái mình mua mình luộc liền cho nên nó một ú. Nó chín. Vậy giờ này nó cũng sôi nữa nè cả nhà. Mình cũng quậy mình nè. Làm y vậy. Y vậy nữa mình luộc cho nó hết đi. Bây giờ mình cũng còn cái mẻ này nữa là xong rồi cả nhà. Mình xôi dễ ra. Giờ mình cũng quậy lên rồi. Bây giờ mình cũng vớt xong được một lỗ luôn. Mình nhắc xuống cái nồi nước này để cho nó châm lại, cái mình lóng cái châm á, cái mình rửa hết. Mình đi xào nước thì mình lóng nó cũng châm rồi nè. Mình cho cái gỗ hến này nè vô mình rửa ra cái nè. Mình rửa cho nó sạch lại. Mình rửa nè cho nó sạch. Mình rửa nước này thì nó ngọt hơn cái nước mà lọc kia. Vậy bắt đầu mình để ráo rồi kìa. Củ hành ra để mình đi xào. Cũng sắc luôn, sắc nó nhỏ hơn luôn, tại vì nó nhiều quá cả nhà, cho nên nếu nó ít thì mình để nguyên lá cũng được, cái này nó nhiều quá mình sắc cho nó. Ở đây mình cũng có bắt cái chảo lên để mình xào hến nè. Mình cho vô muỗng dầu. Mình cho vô tỏi. Tỏi băm. Bây giờ tỏi nó cũng thơm rồi. Mình cho xả ớt lên. Bây giờ tỏi với xả ớt nó cũng vàng rồi. Thơm mà mình cho hến vô. Mình cũng có chừa lại mớ để mình chiên á cả nhà, mình chiên trứng á. Cho hành xào chứ lạnh này không có ăn. Nên mình chiên thêm miếng nha. Với trứng với bột. Bây giờ mình nêm gia vị vô. Mình cho vô đây hai muỗng đường nhỏ nè, một muỗng hạt nêm, nửa muỗng bột ngọt nhỏ, nó ở muỗng ăn hộp vịt lộn đó cả nhà, thêm chút tiêu. Cái này thì đặc biệt mình không để nước mắm cả nhà, mình để nước mắm là hơi nó ra nước. Thấy mồi mình để muỗng hạt nêm mà mình không có để nước mắm thì nó hơi lạc, mình cho vô tí xíu muối. Mình cho rau răm vô. Cho rau răm vô cái nó rút nước lại hết à, tại rau răm này nó sẽ ra nước.
Rồi giờ mình cho hành tây vô. Hành tây ha, cho vô cho nó chín. Tây này nó cũng chín nè. À, mình cho hành lá vô luôn. Rồi giờ hết này mình xào gì nó cũng được rồi. Mình nhắc xuống. Mình chiên miếng hồ tôm, mình cho dầu vô. Mình cho bánh hồ tôm cho mình chiên. Cá mình mua cá này nó không được bự, nó hơi nhỏ. Trời. Tắm. Cái đó. Nó lên được rồi nó phải xuống được chứ. Không lo chi. Mèo mà nó chạy nhảy dữ lắm. Thằng trai mình nó cả nhà con mèo nó chạy lên lớp nhà, nó kêu mình nó ra cứu mèo. À, nó lên lớp nhà rồi sao mà nó xuống được. Mèo mà nó lên được thì nó phải xuống được chứ. Chiên xong được một gói bánh phồng tôm rồi cái này. Chào cả nhà nha. Chào ông bà cô chú. Cả nhà ơi, mình làm hến xúc bánh hồng tôm cũng xong rồi. Ở đây mình cũng có chiên một số nè. Đây mình ăn cũng có sầu riêng nữa nè. Mời cả nhà ăn hến xúc bánh hồng tôm với hai mẹ con nha. Con mời ông bà cô chú ăn hến xúc bánh hồng tôm. Không ăn hả? Dạ. Ngon lắm, ăn thử chấm tương nè. Thôi. Tương tương cà. Cũng ăn thử miếng chiên này. Cái này mình mình chiên với trứng á cả nhà. Mình để có một tí xíu bột hoặc là như mình chiên với trứng. Kho mặn mặn chút mình ăn với cơm cũng ngon. Cái này thì mình làm hơi lạc. Bò mình gì trời? Ca, mày cái này ăn bánh hồng tôm xúc hến nha. Thấy không gì? Thấy răng nhổ không mẹ? Thấy không? Cũng nó nhổ răng rồi mà.
bị sung răng. Mình cũng bới miếng cơm mình ăn, cả nhà em gái mình nó nói ăn cơm mới no, ăn bánh phồng cơm cũng mới no. Mình bới miếng cơm ăn không? Cái này mình chiên trứng béo béo ngon đây nè, cắm với tương ớt ăn bớt. Mình còn cái răng nữa thôi nè, mình cho mình đi nhỏ lần mình trồng răng lại chứ để nó xuống răng khó cười khó nói chuyện. Mình cả nhà ăn miếng sầu riêng nha, thèm ở cả nhà nhưng mà ăn miếng ăn ít thôi. Cái sầu riêng này nó bị cháy cái muối nè, nó bị cháy nhưng mà ngọt. Đấy. Lâu lắm rồi mình không có ăn á, từ bữa mình giảm cân tới giờ mình không có ăn, nhưng mình hay thèm mà ăn miếng. Ăn cũng được phần nửa rồi cả nhà. Cả nhà, hai mẹ con mình ăn bánh phồng tôm xúc hến, đến đây cũng đã xong rồi. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha, bye bye. Bye bye bà cô chú.